Vợ em thì rất là đảm đang với là chu toàn trong gia đình. Rồi xong rồi đó, xong rồi. Còn nếu như mà nói về cái chuyện mà xấu của vợ thì để em ngồi xích xa vợ em tí để mà sao rồi gặp thánh sợ vợ rồi anh ơi. Em đâu sợ vợ đâu, em đâu sợ vợ đâu. Không sợ vợ mà ngồi xa. Anh ơi. Rồi. Quá trời chưa? À, hai vợ chồng có thể giới thiệu về bản thân được không? Chào anh Thuận với chị Vân. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Thân. Năm nay em 31 tuổi, đang công tác tại sư đoàn 5, đại đội công binh trực thuộc của trung đoàn. 4 sao lần hả? Dạ, nhiều dạ. Sao quá. Dạ, như em là đại quý. Đại quý rồi, oách quá. Đã có hai đứa con trai. Wow. À, đây là bà xã của em. Không cần phải giới thiệu, người ta cũng biết đây là bà xã của em. Rồi giờ xin mời vợ đại quý. Dạ, em chào anh Thuận với chị Vân. Em tên là Đào Thị Mộng Hằng. Năm nay em 31 tuổi. Em là bạn học cấp 3 chung với chồng em. Wow. Hai vợ chồng đều ở Tây Ninh luôn. Dạ, hai chồng em cùng là người Bến Tre. Chồng em công tác tại sư đoàn 5 nên em theo chồng em lên đây em ở. Là đã lên đây ở lâu chưa? Dạ, em ở cách đây chắc cũng 5 năm rồi. Anh hỏi nè, khi mà em chuyển từ miền Tây, một miền Tây sông nước, đúng không? Mở mắt ra cũng thấy nước, tối chuẩn bị ngủ mở mắt thấy một cái cũng là nước, rồi bây giờ lên đây lại rất ít nước mà mở mắt ra toàn thấy núi, thì cái thời gian khi mà em bắt đầu em thay đổi chỗ ở, em thấy nó có những cái gì chưa quen không? Em thì cũng dễ thích nghi với môi trường á, nhưng mà nói chung là chỗ nào có chồng em thì chỗ đó em sống được hết à. Wow. Ngọt ngào tan chảy chưa? Anh hết hỏi luôn à, hết hỏi đi. Từ hồi cấp 3 là hai bạn đã thích nhau chưa? Từ hồi cấp 3 luôn á chị. Tụi em là học chung lớp 11. Vậy là đến bây giờ là mối tình này đã được bao nhiêu năm rồi? Từ 2011 tới nay là cũng 12. 12 năm. 12, 13 năm rồi. Lớp 11 mới học chung hả ta? Dạ, lớp 11. Nhưng mà lớp 10 hai đứa học đâu? Lớp 10 thì học khác lớp. 11 mới học chung là thích nhau luôn. Lớp 12 mới... nhau. Lớp 12 mới thích nhau. Vậy thì là lớp 11 là đã có cảm tình nhau chưa? Dạ không, lớp 11 em có người yêu rồi. Quay ngược thời gian lại kể lại cái giai đoạn mà các bạn quen nhau ra sao. Cho anh nói trước đi. Thân, em có nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mà em nhìn thấy bạn này không? Cái lần đầu tiên mà vào trong lớp nhìn thấy nhau á. Lúc đó đang để ý bạn khác rồi anh ơi. Để ý nhỏ lớp trưởng. Mới vào lớp 11 thì cũng chưa có để ý anh. Sang năm lớp 12 rồi xong là bạn bè quen rồi đủ nhau đi chơi rồi này kia. Thế còn em có để ý thân không? Dạ không, có chú ý gì đó mà dạ bạn cũng dạng như thấy hiền khờ khờ, thấy tội nghiệp thôi à, chứ không đi tới tội nghiệp. Hiền khờ khờ mà giờ tao lên đại quý đó. Rồi đến lớp 12 thì cái điều gì mà khiến cho hai đứa lại để ý nhau? Tới lớp 12 thì cũng là bạn bè rồi thì chơi chung với nhau một nhóm rồi. Dạ, ai thích ai trước? Không có ai nói thích ai hết. Có thời gian là thôi ông này em không nhớ gì đâu. Chắc vợ dạ, kể hỏi, chi tiết hơn. Dạ hỏi chị đẹp nè. Năm lớp 12 là lúc đó là em cũng chia tay người yêu rồi, cũng đang buồn. Năm đó là năm cuối cấp á, lớp thì có đứa những bạn hiền, những bạn cá biệt thì em lại chơi chung với cái nhóm cá biệt mà chồng em thì thuộc dạng là hiền. Rồi không biết sao đứa nào dụ đi chơi chung mà chắc lúc đó là cũng để ý em rồi mới đi chơi chung nè. Thì đi chơi chung thời gian thì em thấy cũng tội nghiệp, cũng lủi theo em vậy đó. Thì em thì kiểu giống như là em cũng hơi cá biệt. Lúc đó em có dẫn về nhà gia đình, mà trước khi em quen chồng em thì em quen những mấy bạn kia là dẫn về là ba mẹ kia là không có thiện cảm á. Cái em dẫn chồng em về là ba mẹ chịu liền, thấy cái mặt hiền mà tử tế quá vậy đó. Chồng em thì cũng đưa đi rước về đưa học á, đầu thì cũng đi chơi với em, đi theo hát hò đồ này kia vậy đó. Rồi xong không biết sao dụ em sao quay lại dạy cho em học, luyện thi cho em. Trong năm lớp 12 các em mới thi đậu tốt nghiệp. Chứ năm đó là em cũng hả trôi vậy đó. Đây là bad girl, và là gặp đúng một anh rất là good boy, có nghĩa là anh rất là ngoan. Và sau đấy anh này đã cảm hóa được cô này. Ôi, giáo viên sợ em thi gớt á, còn chồng em thì sợ là em đi chơi heo em hư. Làm hư chồng. Thời gian đầu cũng như là giới bộ đi heo em vậy đó, cái em tưởng đâu là cũng đi chơi thì em cũng đâu để ý đâu. Nhưng mà sau là lâu em ngược lại. Dạ, cái tính em cũng hơi như kiểu hơi ngang tàn đi vậy đó. Nhưng mà chồng em thì cái người điềm đạm hiền. Cái em tiếp xúc lâu ngày cái tính mình nó cũng bị nhu lại bớt. Ba mẹ mình đã rất là ưng cái anh này nữa. Mà anh này cái đường lối với lại cái kiểu như cái tư tưởng của anh nó chững chạc, còn mình thì kiểu giống như còn hơi nghịch phá này kia vậy đó. Nó hơi trẩu chút. Thì khi nào thì em bắt đầu cảm thấy có tình cảm với vợ của mình? Năm lớp 12 thì tụi em là cũng đi chơi chung với nhau vậy chị, thì ta chỉ là không nói ra thôi. Dạ không nói. Và hai người đều cảm giác là người kia có tình cảm với mình. Dạ. Cũng ngầm cũng khai là quen với nhau rồi vậy. Cũng không có ai tỏ tình ai hết á. Không ai tỏ tình ai. Dạ. Không tỏ tình bằng lời nói thì cũng phải có một cái cột mốc. Đúng. Hoặc phải có một hành động gì. Đúng. Đó em thì thích đi chơi
Còn chồng em thì kiểu giống như muốn kéo em lại con đường học hành vậy đó. Em đi chơi đâu thì lũi lũi đi theo, rồi kế bên như kiểu giống như giữ chủ quyền vậy đó. Nhưng mà ổng có nhát không? Dạ nhát. Em chủ động nắm tay ổng hay ổng chủ động? Mấy cái này chắc ảnh chủ động quá. Rồi ai chủ động hôn ai? Chắc anh luôn quá hả? Em giấu ấm để mà khẳng định là chủ quyền đó. Em là chủ quyền của tôi đó, là lúc nào gừng đang gừng mặt lại không nhớ thôi. Vậy lại xin lỗi ba mẹ qua tivi tức gì rồi nói. Cái thời điểm này do cái thời gian dài quá nên em cũng nhớ rõ được. Trời rồi không nhớ rồi xong tập đúng rồi em nhớ không? Nói chung là tụi em quen nhau thời học sinh đó, nên mình còn vô tư những cái hành động đó, mình không có để ý là khi nào bắt đầu nắm tay hay là kiểu gì. Không, nhưng mà nụ hôn đầu thì nó là năm học sinh hay là về sau rồi? Chắc học sinh rồi đó chị. Học sinh đã giảm hôn nhau rồi. Lớp 12 đúng không? Dạ. Cái lúc cầu hôn thì là ai cầu hôn ai? Họ cầu hôn luôn, họ cầu hôn luôn. Vẫn có cột mốc nha anh. Cột mốc gì nào? Em với vợ em ra trường thì là bắt đầu là hai đứa lên thành phố làm. Làm được đâu vài tháng thì là em đi về Cần Thơ để luyện thi. Khoảng một tháng thì vợ em là từ thành phố là cũng về Cần Thơ là để đăng ký học ở trường để gần em luôn. Luyện thi sau một năm đó thì là em đi học, còn vợ em thì vẫn ở bên Cần Thơ để đi học tiếp. Thì trong thời gian đó thì vợ em thì nếu mà có điều kiện thì cũng vài tuần hoặc là vài tháng là lên thăm em. Là cái đường đi rất là xa nên là cũng khó khăn vất vả anh. Hai đứa là cũng xác định với nhau rồi, ra trường rồi là sẽ làm đám cưới. Xác định như thế trước rồi thì ra trường là đăng ký kết hôn luôn, không có là không có màn cầu hôn gì hết. Dạ không cầu hôn. Như vậy là các bạn là ở Cần Thơ không à? Em là học ở Cần Thơ một năm thôi, còn vợ em là tại vì khi mà học lớp 12 xong á là tụi em thời gian đó là đang đợi kết quả thi đại học á anh. Tụi em đi lên thành phố và trải nghiệm làm thử một tháng. Em có kết quả là em đậu bên trường Cần Thơ, là em học bên kế toán. Lúc đó là em học cao đẳng 3 năm. Chồng em luyện thi ở Cần Thơ là hai đứa em có thời gian ở gần nhau một năm ở Cần Thơ. Rồi sau một năm đó chồng em đậu được trường sĩ quan lục quân 2. Là phải đi Đồng Nai. Đồng Nai học. Còn em thì ở đó 2 năm, yêu xa. Mình quen cái cảm giác là có người ở bên cạnh rồi, cần khi nào cần là kêu là có. Khi nào bực bội cũng có người đó đặng cho mình cằn nhằn lại kia vậy. Chồng em đậu trên đó là đi học trên đó phải 4 năm. Còn em ở đây thì cảm giác kiểu như nó hụt hẫng á. Cái thời gian đó em cũng hơi bị như buồn quá đi. Cái xong gán sau này cái em cũng thích nghi được, cái bắt đầu em kiếm công việc ổn định em làm cho thời gian bên người hơi của em là vô cái lãnh đạo, cái xong em sắp xếp. Từ Cần Thơ em đi lên trên Đồng Nai em thăm chồng em, đi xe đò có, đi xe máy có rồi. Là đi máy luôn. Mình chạy xe máy từ Cần Thơ lên tới Đồng Nai. Dạ. Là có xa lắm không anh, bao nhiêu cây? Xa lắm em. Cũng cỡ 200 mấy, 300 cây. 200 mấy, đúng rồi. 300 cây xe máy á? Đúng rồi, gần 300. Lên thăm chừng 2 tiếng mấy, 3 tiếng hả? Xong là em phải chạy xe từ cái chỗ, từ sứ quan lục quân 2 em chạy về Cần Thơ, có em đi làm. Thời gian của em cái lúc mà đi đó không? Thì ai cũng thích chứ, giống như mình đi chơi vậy. Dạ đúng rồi. Đi đâu cũng thích, cũng háo hức vậy. Mà lúc về mà có em có anh thì nó còn đỡ, về mà về một mình có khi nào vừa chuyện mình vừa khóc không? Có chứ, em đứng ngoài đây em đợi chồng em đi là ly khuất bóng rồi em mới quay xe về. Nhiều khi đi cái chạy ngoài đường mình cảm giác mình tuổi, mình hụt hẫng, mình bơ vơ, cảm giác chồng mình vô rồi có mình ngoài đây nè, vừa chạy xe mà mình khóc hụ vậy đó. Và vài lần thì nó quen. Đi xe đò thì phải đi giấc khuya, tại vì tính đó là 10 giờ mấy hay gì đó là cho có giấy ra cổng, em phải đi giấc khuya 2-3 giờ khuya đó. Em phải chạy xe máy, em gửi xe rồi xong rồi bắt xe nhiều chuyến lắm. Lên tới chồng em là phải bắt ra bến xe miền Tây, rồi qua miền Đông, rồi miền Đông qua ngã ba Vũng Tàu rồi bắt xe buýt ngã ba Thái Lan. Trời Thái Lan bắt xe Honda đi ngược vô trong đó nữa. Mỗi lần đi là như vậy đó, rất là gặp yêu nhau mà có động lực. Vậy là trong suốt 4 năm liền là cứ như vậy hoài. Dạ chỉ duy trì 2 năm, khi đó là chồng em lên tổng họ học 2 năm, em còn 2 năm ở Cần Thơ. Bắt đầu là em học xong 2 năm dưới đây là em lên thành phố thì cái khoảng cách nó rút ngắn lại từ thành phố ra chừng 2 tiếng mấy. Đúng rồi. Cái lúc mà Thân quay đi thì Thân có một cái cảm giác trống vắng, buồn giống như bạn gái mình. Dạ có anh. Vợ em nhiều khi cũng nói giống y như anh vậy đó. Cảm giác cái lúc mà khi mà vợ đi lên đó thì có động lực để đi lên, còn khi mà đi về là rất là buồn. Mà có lần nào đi mà gặp sự cố không? Dạ có anh. Có lần em đi chung với ba mẹ chồng em nữa. Lúc đó là kêu bằng hai bác thôi. Em chạy từ Cần Thơ xuống ngay chỗ ngã ba Tung Lương thì ba mẹ em thì chạy xuống ngay chỗ ngã ba Tung Lương đó. Cũng như mình thì người quê mà đi thì mỗi lần đi là phải cuộn trái cây rồi lên cho chồng em rồi đem vô đơn vị đặng cho các bạn cùng nhau vậy đó. Đang chạy dọc đường thì nó gớt trái cây văng ra ngoài lề đường vậy đó, phải dừng lại đặng kiếm xin bao xin bịch rồi đặng đựng. Trời. Chở heo lên tới đó đó. Trời. Rồi xong lên tỉnh thăm, rồi tới chừng bữa đó về mà về gặp trời mưa. Mẹ chồng em thì đi chung xe với em, còn cha chồng em thì chạy một mình cũng như
để em một mình tội nghiệp á, mà chạy lúc đó về thì chạy tới ngã ba Trung Lương là chắc tối hui rồi, chắc 7-8 giờ tối á, chỗ cái cột móc tới qua tới Cần Thơ là 100 cây số nữa. Trời cái mẹ ơi. Thấy tội nghiệp quá, cái mẹ cũng đi theo em mượn cho cha về một mình đi qua tới bên Cần Thơ, rồi xong cái mẹ cũng ở bên bệnh bữa sau mẹ bắt xe từ Cần Thơ về tới đây. Ủa, thương mẹ chồng không? Trời ơi. Rồi sau này cũng có lần em đi một mình bị móc bóp nữa. Trời. Mất bóp hả? Dạ. Nhiều tiền không? Lúc đó là chuẩn bị đóng tiền học mà rút ra cũng 2-3 triệu, mà cái thời điểm đó là 2-3 triệu mình đi làm được cũng là cũng số tiền của mình rồi. Đợt đó là hình như là được nghỉ 2 ngày phải không anh? Cũng nôn lắm nha chị. Cũng em dưới đây thì em cũng đi làm ban đêm đặng cũng như mình kiếm chi phí, với lại mình vừa kiếm thời gian trang trải thời gian cho mình đừng có bị một mình hụt hẫng á. Em đi sớm gửi xe thì em sợ, tại vì ban đêm mà đi giấc khuya thì mình chạy ngoài đường mình gửi xe thì mình sợ ban đêm á, nên mình em nhín chút xíu nữa cho sáng rồi chút xíu để em gửi xe. Mà bữa đó đi ra bến xe em gửi được xe cái bắt đầu bị tể xe, cái bắt đầu em mới kêu xe em ra chở em ra chỗ bến xe Cần Thơ á, em chờ cái có chiếc xe đó nó rước em lên, mà em thấy trên xe cũng có mấy người ngồi, nhưng mà nó hỏi em 2-3 câu cái bắt đầu mới vừa qua cầu hơn cái nó kêu em thôi xe này đi khác chuyến rồi, kêu em đi xuống. Em xuống thì em cũng đâu có biết nó là cái chuyện gì đâu, cái em đứng hoài em bắt xe chuyến sau, cái bắt đầu bắt được đi được một đội rồi cái tới trạm dừng chân á, mình vô mình ăn cơm, cái chừng trả tiền thì không có tiền, trời ơi mất tiêu cái bóp không hay, mà mất giấy tờ hết trơn luôn. Trời đó. Đợt đó cũng gặp cái anh chủ xe đó, lái xe đó cũng nhân hậu nữa, chở em tới như chỗ cái ba Thái Lan luôn, cho mượn tiền đi xe ông đa, tức là nhờ cái anh tài xế đó. Dạ cái anh xe đó đó, ảnh đáng lẽ mình phải trả tiền cho ảnh, mà đằng này ảnh không lấy tiền mình mà cho mượn mình, rồi chỉ xe cho mình đi được tại lúc đó mình không có tiền. Rồi sau này có gặp lại ảnh không? Rồi xong sau này em về Cần Thơ em trả tiền lại cho ảnh thì đó. Cũng mang ơn cái anh đó đó. Đó. Mà xong đợt đó em lên tỉnh là lên tới nơi rồi mới thông báo là bị cấm trại không được về. Trời ơi. Tính lên tỉnh mượn tiền chồng đi ngược tới về mà lúc đó chồng cấm trại không được ra. Không biết cái cảm nhận của em như thế nào với anh á, thấy sao mà thương quá. Quá thương. Thương. Có lẽ là chính vì cái sự gian truân đó và hiểu được cái sự vất vả đó. Và những cái mà khó khăn đó, ra trường cái là cưới liền. Đúng rồi, thương quá luôn ấy, bao nhiêu là lần vất vả như vậy. Ra trường cái là chồng em cũng định cưới đâu, mà mẹ chồng em với em chồng em xuống cưới. Tại ủa sao mẹ... vậy? Ô thân, sao lại không cưới liền? Dạ vâng anh, lúc đó thì bản thân em mới ra trường á, em suy nghĩ là đợi một vài năm nữa để làm kiếm tiền á. Cuối cùng ra trường bao lâu mới cưới? Dạ ừ, ra trường là vài hôm sau là... Vài hôm sau cưới luôn. Rồi giờ tới vụ kia đi Dân ơi. Vụ kia nha. À, rồi, bắt đầu đi nào. Thân đi, nãy giờ thân ít nói quá. Ừ. Trước khi mà nói cái xấu của vợ em thì em nói cái tốt trước nha anh chị. Không cần nha, mọi người biết tốt rồi. Cái tốt của vợ em thì nhiều lắm, mà cái tật xấu thì cũng nhiều luôn. Em có mạnh dạn lên, em không sợ có mọi chị ở đây không? Nhưng mà sau chương trình thì không có chị với anh ở đây. Thôi bây giờ cho kể một cái tính tốt của vợ thôi. Vợ em thì rất là đảm đang với là chu toàn trong gia đình. Rồi xong rồi đó, xong rồi. Còn nếu như mà nói về cái chuyện mà xấu của vợ thì để em ngồi xích xa vợ em tí để mà... Sao rồi? Gặp cảnh sợ vợ rồi anh ơi. Em đâu sợ vợ đâu, em đâu sợ vợ đâu. Không sợ vợ mà ngồi xa. Anh ơi, vừa nói cái câu em đâu có sợ vợ đâu mà vừa ngồi chảnh nhân như này đâu, mồ hôi rơi. Có mấy anh trong đơn vị hay nói vui anh, ví dụ như là kêu một nhóm là ai mà sợ vợ thì đứng qua bên, còn ai mà không sợ vợ thì đứng bên. Mình em đứng bên hả? Bên nào? Bên không sợ vợ. Bên không sợ vợ. À ồ, cái anh đó mới lại hỏi em là tại sao mà em không đứng qua bên kia. Em mới nói là tại vì vợ em nói là đừng có đứng gần đám đông. Vợ em là cũng hay có tật xấu là nói chung là nấu đồ ăn anh, nấu đồ ăn là nấu nhiều. Đảm đang quá. Ủa nấu nhiều sao mà là xấu? Ví dụ như là anh khả năng anh ăn được một tô cái tầm này thôi không? Thì vợ em sẽ nấu một tô cái tầm này. Tức là bị thừa thức ăn ra đúng không? Dạ. Rộng rãi. Đúng, đó, rộng rãi. Hào sảng mà. Chưa xấu, chưa xấu. Thế đi. Thôi để vợ kể tính xấu cho. Không, không, không. Nghe cho lộ tính một bia nữa nha. Hồi nãy đưa hai đứa con về nhà anh chị rồi lấy đông bia heo rủ cái anh quay chung á là khui ra ăn cơm người uống lâu đặng hồi dậy lên mới dám nói. Vợ có bừa bộn không? Có ăn hiếp chồng hay không? Có hay la không? Có hay la chồng hay không? Có hay cãi là chồng hay không? Vợ em thì không có cãi chồng. Nhưng mà thường thì đôi khi là hay la quát con rất là lớn tiếng, cả xóm nghe hết luôn anh. Giọng khỏe. Dạ. Tại vì hai thằng con em là nghịch lắm. Hồi xóm này là em có đưa nó vào đây, mà do nó chạy nhảy nhiều quá là hai vợ chồng là quyết định là đưa nó về nhà rồi. Thôi giờ tới vợ. Chồng em thì tính tốt nhiều, tính xấu thiệt.
em lấy chồng em, cha mẹ em nói một câu là em đút đút mới kiếm được chồng em với gia đình chồng em. Tính xấu thì nói chung không đáng kể. Có cái là nhiều khi chồng em hay bận rộn trong công việc á, rất là yêu công việc, khi mà làm công việc gì là làm theo kiểu như đam mê luôn vậy đó. Làm nhiều khi mệt quá rồi về nhà với mình là cái như là sức kiệt luôn rồi đó. Em ở nhà nhiều khi em giữ hai đứa nhỏ, nhiều khi em cũng mệt thì em cũng trông chờ chồng em về đặng em chia sẻ có người mệt thân em. Cái chồng em về, cái chồng em mệt mà mình đang mệt mà mình gặp cái đứa mà nó mệt hơn, gặp cái đứa mà nó mệt hơn nữa mình quạo. Cái trạng thái của mình đang kiếm người để mình dựa dẫm mà cái người kia mình dựa không được cái mình quạo. Nhưng kiếm chuyện này kia vậy thôi chứ thật ra là chồng em cũng không có cái gì để xấu. Hơi mê ngủ, làm tổng như mệt quá cái về nhiều khi tối ngủ á, nằm xuống cái là em quay qua cái là em làm anh giật mình á, ủa em chưa nằm xuống mà anh ngủ rồi đó. Thân có ghen không? Dạ cũng có chứ. Ghen thì nhiều khi mình sửa soạn mình chuyên diện thì thấy mặc đồ thì ghen ghen này kia vậy thôi chứ cũng không ghen cho có vị thôi á. Dạ đúng rồi, ghen kiểu mà vợ sinh như này làm sao mà không ghen được đúng không em? Dạ chồng em cũng thuộc dạng người là không xài tiền luôn, làm tiền nhiều đưa cho em, thẻ ngân hàng đưa hết, không có xài tiền. Trời ơi, đặng yêu không có ghen nữa. Cháu quỷ đen, cháu quỷ đen. Không có quỷ đen luôn, không có quỷ đen anh. Nên bởi vậy nhiều khi tới lễ đâu đó em cũng đòi quà, nhưng mà em nghĩ lại đòi quà thì có lãng mạn đó, nhưng mà cuối cùng cũng tiền của mình, hơi uổng quá. Phải chi bà vợ nào cũng như em hết ta. Ok, cho chị xin vía là chồng đưa tiền nào, xin vía chồng đưa tiền của mình. Thôi bây giờ thân mong muốn vợ mình thay đổi điều gì để cho hoàn hảo hơn nè? Vợ nên bớt nóng tính tí, là la con la cũng vừa vừa thôi. Cái mong muốn này chị nghĩ là cũng rất đơn giản đúng không, mình có thể thực hiện được mà đúng không? Thế còn em có mong muốn gì để cho thân thay đổi không? Thì em chỉ muốn chồng em làm việc thì vẫn làm, vẫn cống hiến hết, nhưng mà cố gắng ở đơn vị được thì về nhà cố gắng thêm chút xíu nữa cho nó vui thôi. Anh hiểu, để cho vợ bớt nóng hơn là về nhà đừng có ngủ liền. Đúng. Có những lúc thì cũng giỏi lắm, về nhà lúc nào mà khỏe là chăm con phụ em nè, ăn cơm đồ dọn rửa chén đồ đảm đang lắm. Tới lễ á không có tiền tặng quà, nhưng mà tổng tự tòng bông hồng, cứ lễ là đem về tặng em, cắt bông hồng tự tòng đem về tặng em. Trời ơi, còn gì nữa ta, lãng mạn nữa chứ. Bây giờ hai người có thể thể hiện một cái tình cảm dành cho nhau, 12 vợ chồng. Thôi mình đàn ông mình thể hiện trước đi nào. Thể hiện đi em. Vâng ạ. Cảm ơn anh chị và cảm ơn chương trình, cũng như các anh chị và các đồng chí đã đến cùng tham gia chương trình. Đáng yêu quá. Cảm ơn hai bà chồng. Mình đi. Họ tên của anh là Đàm Văn Quyết, sinh ngày 3/4/1977. Vâng, từ từ anh nói lại ạ, anh nói lại ạ, nó bị giật mạng ạ. Đàm Văn Quyết, sinh ngày 3/4/1977. 1977 rồi. Anh làm nghề gì, sống ở đâu? Anh hiện tại đang sống ở Malaysia em. Anh là nhận thầu công trình ở Malaysia 10 năm rồi. Anh là thầu công trình hả? Ở Malaysia. Hiện tại anh đang ở Malaysia luôn ha? Dạ, đúng rồi, anh ở bên này anh có hộ chiếu tự do. Ví dụ như ghi hình bạn muốn hẹn hò, ghi hình bạn muốn hẹn hò ở Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi sao anh bay qua? Là lúc nào có chương trình có báo cho anh, ví dụ như bay về Việt Nam thì báo cho anh trước khoảng trong vòng một tuần được không? Trong vòng một tuần là anh bay về đúng được đúng không? Đúng rồi, anh là bất cứ ngày nào, tức là nhiều lúc là anh muốn về khi nào thì về, anh ra mua vé là anh ra sân bay, anh mua vé là anh bay về liền mà. Dạ rồi, thì cái này chương trình này là sẽ ghi hình lên cặp gỡ MC nọ, anh coi chương trình bạn muốn hẹn hò anh biết mà ha. Anh có coi nhiều rồi, anh mới đăng ký đấy. Dạ rồi, ok, bây giờ anh có thể tiếp giúp em về cái anh cho em biết là về cái thu nhập hiện tại của mình là bao nhiêu ạ? Đâu ạ? Thu nhập hiện tại của mình là bao nhiêu ạ? Anh là nói thật với em, anh là làm bên nhận công trình làm khoán, cho nên là anh không có mức lương cố định, tức là nói chung là hàng tháng là từ 50 triệu cho đến 120 triệu, không, tức là hỏi số chính xác thì anh không có. Dạ rồi, về cái điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào ạ? Điểm mạnh điểm yếu thì việc nói chung con người anh thì nói thật em thì anh cũng đã một lần đổ vỡ gia đình rồi, thì là với con người anh thì là hòa đồng, năng động, cũng như là anh có tình sống, có tình cảm và có trách nhiệm. Có trách nhiệm đúng không? Anh yêu cầu anh là không muốn kiếm một người, tức là nói về đẹp xấu anh đối với anh không thành vấn đề nữa, và tại vì anh cũng đã có tuổi rồi đấy em.
Rồi là ước nguyện của anh thì là muốn tìm một người, thứ nhất là hiền lành, thứ hai là khi mà tìm hiểu rồi á thì là anh muốn đem người đó. Khoan từ từ anh, cái đó khoan từ 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 từ. Anh ơi, alo. Rồi anh nghe. Alo alo, anh nghe không? Ờ, tại vì mạng nó bị lắc quá. Giờ anh nói giùm em trước về cái điểm yếu của mình là gì, về tính cách điểm yếu của mình gì, mình có hút thuốc không? Ờ, anh có hút ít một ít thuốc, anh không uống rượu bia, chỉ có hút một ít thuốc. Có hút thuốc. Thuốc. Không rượu bia. Rồi điểm yếu mình là gì nữa không anh? Điểm yếu của anh thì nói thật ra thì là anh được đấy là nó cũng... Anh bỏ cái loa vô gần giùm em với, tại vì nó nghe nó không rõ anh ơi. Khả năng cái mic máy của anh nó có vấn đề hay sao gì đấy thì anh phải ghé sát anh nói em mới rõ hơn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, anh ghé sát giùm em, anh ghé sát giùm em. Rồi tiếp nha. Về tình trường á, nãy anh nói là đã ly dị rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi anh cuộc hôn nhân đó là anh quen được bao lâu? Ngày xưa thì anh là quen ở miền Nam thì là anh cũng quen với người đó 2 năm. Rồi sau cùng sống với nhau được khoảng hơn 3 năm gì đấy. 3 4 năm gì đấy. Hơn 3 năm cho 4 năm đi. Rồi có bé nào chưa? Dạ anh có con rồi. Đại kết, nói chung là anh kết hôn 4 năm đúng không? Có mấy bé anh? Anh hiện tại là có 2 bé. Rồi, 2 bé. Rồi, hiện tại là 2 bé đang ở với ai ạ? 2 bé ở với anh hết. Ơ, à, anh lo hết hả? Đúng rồi, tại vì nói thật em thì thứ nhất là rồi là hơn nữa là anh cũng có nói trước là anh sống với tình cảm, là con cái của anh là anh bằng mọi giá anh phải dành nuôi bằng được. Bây giờ con anh lớn rồi, lớn hết rồi. Dạ rồi, ok, vậy thì anh kể cho em sơ về cái cuộc hôn nhân của anh đi. Anh quen cô ấy ở miền Nam nè, quen 2 năm là sống với nhau được 4 năm rồi, lý do tại sao hai người lại chia tay? Nói thật em này, bây giờ anh còn nói rõ hơn tí là anh ngày xưa là anh vào miền Nam làm việc 11 năm. Rồi là anh quen vợ, anh quen mà người vợ của anh đấy là người ở Sóc Trăng. Rồi đến khi bọn anh là ở với nhau có, nói xin lỗi là anh có bầu, bọn anh có bầu thì là bọn anh mới cưới nhau sau rồi là sau đấy ở trong bọn anh không muốn làm ăn trong đấy nữa mà đi về ngoài, anh quê đi về An. Rồi đi về ngoài này thì nó không có việc phù hợp. Rồi đến cái cho buôn bán thì nói thật em thì ở nó người ở trong Sóc Trăng đấy thì nó nói tiếng không có phù hợp ở quê anh đấy. Nó không buôn bán được, rồi sau đấy là anh cho nó đi sang nước ngoài, sang Malaysia làm ăn. Sang Malaysia làm ăn thì sau đó là nó không có liên lạc với anh nữa và nó lấy chồng người Tàu bên này luôn. Là bọn anh là cắt là không liên lạc nhau nữa từ thời đấy đến giờ luôn. Ủa cô khoan khoan, từ từ từ, em chưa hiểu cho lắm. Anh sống với cô ấy được 4 năm rồi, mình ở đâu? Anh ở trong Sài Gòn. Là sống cuộc sống với cô ấy ở Sài Gòn đúng không? Đúng rồi, vợ chồng anh sống ở Sài Gòn, thuê phòng trọ trong đấy ở. Rồi, rồi lý do tại sao tự nhiên đang ở với nhau như vậy là tại sao lại tách ra? Thì là anh nói đấy, thì là sau đấy thì công ty nó cũng hết việc và anh cũng không, anh là nhà anh chỉ có mình anh đấy. Rồi là anh đi về ngoài thành phố Vinh ở sống, đi về ngoài Nghệ An sống thì là ra ngoài đấy thì là không khó xin việc đấy. Cái thời đấy ngày xưa là ở ngoài đấy nó không có khu công nghiệp cho nên khó xin việc á. Rồi sau đấy thì là anh cho đi lao động nước ngoài, đi sang Malaysia đây đi một. Rồi sau nó đi được 2 năm, hơn 2 năm thì là bọn anh là cũng có, nói chung đi xa nhau thì cũng có cái tình cảm cũng không được là phù hợp lắm á. Rồi là nó bên này thì nó cặp bồ, cặp bịch gì đấy. Anh nghe tin thôi thì thời đó anh chưa sang. Đấy, rồi là nó cũng có đi có về nhưng mà sau đấy là nó bọn anh cắt đứt liên, nó cắt từ cắt đứt liên lạc với anh. Thì là nghe tin thì bây giờ là nó lấy chồng Tàu bên này rồi á. Nhưng mà anh hiện tại đang ở Sài Gòn, ở Malaysia 10 năm này chứ bọn anh không liên lạc, không biết nhau, không liên lạc nhau. Ừ. Rồi,
Coi như là do cô ấy có người khác đúng không? Đúng rồi, nói chung là khả năng là nó cũng có cái vấn đề gì đấy, rồi là người ta cắt đứt liên lạc với anh. Thì là bây giờ nghe thông tin thôi, chứ anh cũng không biết nó người đó giờ ở đâu và lấy ai như thế nào. Nhưng mà nghe tin là bây giờ đã lấy chồng tàu rồi ấy. Không liên lạc với vợ nữa rồi, ok. Anh đã đọc, hiện tại anh đã đọc thân được bao lâu rồi ạ? Anh độc thân là hiện tại cái anh độc thân là 11 năm rồi. Hơn 11 năm rồi. Cái gì chị? À là có gì anh? Hơn 11 năm ạ. À. Độc thân hơn 11 năm, chẳng lẽ anh không có tìm hiểu trong chỗ của anh ở Malaysia, anh không tìm hiểu ai được hả anh? Để anh nói, đó là bọn anh là độc thân như vậy, còn cái tìm hiểu thì anh vẫn có tìm hiểu, nhưng mà trong cái tìm hiểu ở Malaysia anh cũng có tìm hiểu mấy người. Nhưng mà anh thấy là nếu mà để mà quen biết thì là không sao, để mà quen biết để mà làm ăn hay là để mà đồng viên, chứ còn nếu mà để mà thành lập vợ chồng như một kết lại một gia đình thì anh thấy là không phù hợp. Vậy bây giờ đến với chương trình đó, anh mong muốn cái mẫu người mà anh mong tìm kiếm là gì nè? Ý của anh mong muốn ở anh nhờ chương trình để tìm mong muốn là thứ nhất là một người nói chung là cao 1m50-55 cũng được, ngoài hình xấu đẹp chưa thấy được, anh đối với anh không thành vấn đề nữa, nhưng mà tính tình hiền lành và biết có trách nhiệm với gia đình. Rồi anh cao mét bao nhiêu? Hả? Anh cao 1m bao nhiêu? Anh cao 1m65. Rồi cô ấy là coi như là anh không quan trọng ngoại hình đúng không? Tức là ngoài hình anh không quan trọng, mà yêu cầu của mong muốn của anh là chỉ cần là hiền lành có trách nhiệm với gia đình. Vậy thôi. Dạ rồi. Cô ấy hiện tại là ở đâu thì được ạ? Ví dụ như cô ấy ở Sài Gòn hoặc là ở trong miền Nam. Đúng ra mà nói thì là hiện tại thì mong muốn của anh là một là ở Nghệ An, hai là ở Hà Tĩnh. Ở gần gần nhau. Đó phải ở cùng quê anh đó hả? Quê anh thì ở Nghệ An. Ví dụ như ở chọc dòng được không anh? Nghệ An, Hà Tĩnh gì đấy cũng được, nói chung vòng vòng gần gần đấy cũng được, Quảng Bình hay là gì đấy cũng được, không anh không sao cả, nhưng mong muốn của anh là Hà Tĩnh hoặc Nghệ An. Rồi hiện tại thì cô ấy đã từng kết hôn được không anh? Cũng được, chưa kết hôn cũng được, hay là kết hôn rồi mà ví dụ như chồng mất hay là bỏ nhau rồi cũng được, không sao cả. Có con được ha? Có con thì bây giờ thật sự thì mong muốn của anh là ví dụ như nếu mà con thì nói thật em chứ con thì cũng được, anh cũng không đặt nặng vấn đề đấy lắm. Thì mà ví nếu dụ mà anh đã từng có con rồi thì cô ấy cũng có con thì hai người nó sẽ hiểu hoàn cảnh với nhau hơn. Thì có con, anh thì con anh thì lớn rồi, con anh bây giờ là đã có gia đình rồi. Ơ vậy ngon rồi, ví dụ cô ấy đã từng có con thì cũng ok, hai người dở nhau là được rồi. Cũng được không sao cả, ví dụ như một người là được, ví dụ như một con có một người là được, chứ ví dụ như có nhiều người, người ta có bốn người con nữa thì nói thật em thì nó cũng không có để mà ổn định lắm á. Dạ. Còn và mong muốn của anh thì cái cô đấy làm công việc, đã có công việc ổn định hay không có công việc ổn định với anh không thành vấn đề, tại vì mong muốn của anh nếu như hợp nhau thì anh sẽ bảo lãnh để đem sang bên này sống với anh. Công việc thất nghiệp cũng được, anh lo được ha. Công việc làm cho anh, tức là chỉ ăn rồi đi làm phụ với anh sáng anh chở đi tối trở về, rồi là làm phụ với anh nấu nướng cho công nhân ăn thôi, chứ cũng không cần thiết. Tại vì bên này anh nhận công trình nhưng anh không phải đi làm công nhân. Dạ. Dạ rồi. Tuổi tác thì như thế nào, bằng tuổi anh được không anh? Nói đến tuổi tác yêu cầu của anh, nếu mà bằng tuổi anh thì người ta lớn tuổi quá rồi em. Tại vì nói thật anh là gần 50 rồi. Anh cho em một con số nhất định anh mong muốn đi. Từ cỡ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Nói chung thì trẻ quá thì anh cũng không thích. Nhưng nói chung từ cỡ chừng lớn tuổi thì không quá 35 là được. Không quá 35 hả? Là từ 30 cho đến 35 ha anh? Nằm trong phạm vi đấy cũng được. Là
cô ấy nhỏ hơn anh 20 tuổi hả? 20 tuổi, 35 sau 20 tuổi. Ờ. À, cũng hơi lệch nhau quá. Quá lệch luôn anh. Anh khoảng cỡ cho 45 được không anh? Từ 35 tới 45 được không? 45 thì năm nay anh 47 thì 45 anh hơn người ta 2 tuổi à? Ừ, cũng được. Ví dụ như cô ấy đã từng kết hôn rồi thì hai người về ở với nhau được thôi, chứ ba mấy tuổi người ta cũng đòi hỏi thực ra người ta cũng đòi hỏi cũng sẽ rất là cao, bởi vì người ta còn trẻ nhiều quá, cho nên là mình phải cho một cái xác suất gì đó nó cũng tương đồng công bằng chút xíu. Không kiếm một người nào để anh hơn người ta nằm trong 30 cho đến 40 đi, tại vì anh hơn người ta 7 tuổi là phù hợp mà em. Dạ, từ 35 cho đến 40 ha. Nói chung với anh thì bây giờ ổn định thôi, chỉ có là anh chỉ mong muốn có một người vợ để có một cái cách, có một cái gia đình cho như bao người khác thôi, chứ còn hiện tại anh thì nói về nhà cửa anh là có. Tại vì bây giờ thực ra người phụ nữ hiện tại bây giờ ai cũng có công việc ổn định và nhà cửa này nọ, họ vẫn có thể lo được cho bản thân với lại con của họ, cho nên là đôi khi thì họ cũng sẽ có những yêu cầu riêng của họ nữa, cho nên là ok, từ 35 đến 40 tuổi tụi em sẽ sắp xếp được người phù hợp với anh hai anh ha, không sao hết. Rồi, nói chung là không quá 40 là được, chứ đừng có đến 45 tuổi thì anh hơn người ta 2 tuổi, thì con gái mà thua mình 2 tuổi nó sinh đẻ mấy lần hơn nữa là con gái, thì nói thật em, anh không phải nói gì cả đâu, tại vì anh nói thực tế lòng mình. Thì là ví dụ như người đấy mà chỉ thua mình có 2 tuổi, anh sợ là người ta có nhiều người ta nghĩ là người ta đã phai quá, người ta già, thấy họ già quá đây. Dạ rồi, ok anh. Rồi thì đây chỉ là một buổi casting bỏng hẹn hò thôi, thì tụi em sẽ kiếm một người để mà phù hợp với anh ha, anh ha. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình sẽ có một người làm việc với anh sâu hơn ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Có gì thì anh, những gì phỏng vấn anh thì anh cũng mong muốn, anh cũng đã nói hết rồi đấy. Thì là dạ, nếu mà người ở Nghệ An, Hà Tĩnh, đó là mong muốn của anh. Tên, công việc, tuổi tác, quê quán của anh nha. Tên Đoàn Văn Thiệp, năm 1975, xây dựng. Mình đang sống ở đâu ạ? Đang sống ở Dĩ An, Bình Dương, quê quán Nam Định. Quê ở đâu ạ? Nam Định. Nam Định là bây giờ mình ở Bình Dương, là mình ở đây luôn không hay là mình dự định về quê ạ? Ở đây luôn chị ơi. Anh là anh Thiệp đúng không? Thiệp chứ. Thiệp hả? Thiệp. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? 1975. Rồi, thợ hồ này là mình làm ổn định không? Cũng tạm được chị ơi. Hay là ai bình thường. Tháng mình thu nhập khoảng nhiêu? Nói chung trung bình trên dưới 10 triệu. Rồi mình ở đây là mình thuê nhà hay sao anh? Nhà ở đây luôn. Coi như gia đình anh đã vào trong Bình Dương này ở hết rồi hả? Dạ, có một mình thôi, một mình vô làm ăn ở ngoài trong này, còn gia đình ở ngoài quê. Ừ. Rồi bây giờ anh nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của anh giùm nha. Mọi người nói chung cũng biết nấu ăn. Làm mọi công việc hàn xì, nói chung là cũng biết tự chủ công việc làm được. Yếu thì có hơi nhút nhát. Rồi tình trường thì sao? Mình được bao nhiêu mối tình rồi sao mà chia tay? Trước kia ở trên Bình Phước thì cũng có gia đình rồi, nhau công việc cả hai bên nó cũng không có ổn định. Rồi khi nó xảy ra những chuyện nó thấy rồi nếu mà chia tay thì cách đây cũng 5 năm rồi. Có con cái gì không anh? Có một cháu giờ đang ở với mẹ trên đó. Rồi bây giờ đang ở với mẹ thì anh ly hôn từ năm bao nhiêu? Năm 2006 thôi.
Rồi sau đó có tìm hiểu ai không? Có quen ai nữa không? Có, làm ăn là cũng có quen đấy rồi, cũng đưa, cũng đi tới, làm ăn là cũng muốn, mà cũng đưa đám quyền ai. Nó làm ăn để cho kinh tế nó ổn ổn ra rồi. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người như thế nào anh? Tìm người trung thành, trung thành, thật thà. Hiện nay cũng khó làm ăn, công việc ổn định. Rồi à, quê quán thì sao? Cô đó cũng ly dị nuôi con được không? Quê quán thì nếu mà cùng ở miền Bắc là thì tốt. Rồi anh còn yêu cầu gì nữa không anh ơi? Thì vậy thôi chị ạ. Rồi được rồi, em cảm ơn anh nha. Nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc với mình sau ha. Dạ.